tránh ra. Không tránh, muốn nói chuyện nhẹ nhàng hay muốn dùng vũ lực? Đừng có hù dọa tôi. Không dọa đâu. Mau ký cho xong đi, rồi mình nói chuyện. Làm gì vậy? Hả? Thì ngồi vào lòng để khóa cô lại. Bị điên gì vậy? Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà ngồi như vậy. Vậy đổi ha. Ký đi. Cô tới đây làm gì vậy? Tôi tới để gọi anh về đi họp. Đợi đã. Cô không nhìn thấy anh Sĩ Ra đang dùng bữa cùng tôi sao? Ồ hơ. Muốn người dùng bữa cùng thì tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Hay rồi. Anh cũng biết là tôi làm được nhiều chuyện điên khùng nếu như anh không chịu đứng lên mà. Xuất phát luôn đi. Anh nói chuyện cân hạnh với em trước được không? Không có gì để nói hết. Nhưng em có nhiều lắm. Cân hạnh kể cho em nghe. Hôm nay anh đuổi cổ và đột nhiên đi cùng Tha Tha. Anh định làm gì vậy? Hay là có người ép anh phải làm vậy hả? Không có ai ép buộc anh hết. Anh không biết tại sao phải đi thi tán tỉnh trong khi cô ấy không để tâm tới anh. Vậy anh chắc chắn là Cân Hạnh không hề để ý tới anh sao? Em nghĩ là anh cũng biết rất rõ Cân Hạnh nghĩ như thế nào về anh. Anh không thích người khác nói dối anh, nhưng anh lại tự dối lòng mình là sao? Anh vẫn có quyền để yêu, có quyền làm mọi chuyện gì Cân Hạnh. Không như em. Em bị Cân Hạnh cắt bỏ quyền đó đi rồi. Cân Hạnh nói vậy sao? Không nói em cũng nhìn ra. Và hơn nữa hôm nay về chuyện xảy ra với bà, anh càng không thể cúi đầu nhẫn nhịn chịu thua. Vì đây là cuộc sống của anh mà. Không phải chỉ có mỗi cuộc sống của anh. Nếu nhân quyết định làm gì chỉ vì mỗi cảm xúc của mình thôi thì có thể sẽ làm cho cuộc sống người khác bị hủy hoại. Sao anh biết là sẽ bị hủy hoại hay sẽ tốt hơn? Anh vẫn chưa làm thử mà. Về chuyện Cân Hạnh thì rõ ràng anh nên tự tin hơn đi. Tình yêu đôi khi cần ích kỷ. Không có ai nói gì anh đâu. Hãy hành động vì anh, vì Cân Hạnh. Nói ra cảm giác của mình với cô ấy. Để tôi thử kiếm giải đi. Anh Sĩ Ra đang làm gì vậy? Đúng vậy. Anh đang làm gì vậy hả anh Sĩ Ra? Đến đây để tập nhảy khiêu vũ đúng không? Lúc nãy tôi thấy rồi. Bước tới, bước lùi, bước tới, bước lùi, bước tới. Coi kìa. Tôi đoán đúng rồi. Chữ khách hở ở đâu vậy anh yêu? Chữ đó nằm ở đây nè em yêu. Vậy chữ y. Chữ y thì ôi. Ủa anh Sĩ Ra. Chuyện gì không biết mà hả? À, dạ. Anh Lâm đang ở trong phòng đúng không? Dạ đúng vậy. Cô Kitika. Anh Sĩ Ra, anh bị làm sao vậy chứ? Bị chứng rối loạn lưỡng cực à? Có ngày thì cư xử rất dễ thương lại còn ấm áp nữa, còn có ngày thì trưng vẻ mặt cau có, giống như là tôi giết người không bằng. Anh muốn sao đây? Anh cứ nói thẳng ra đi. Tôi xin lỗi vì hôm trước đã nói những lời không hay. Về chuyện đó tôi không có lời nào để biện minh. Tôi nhận sai về mọi thứ. Xin lỗi nha Cân Hạnh. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi cô. Nếu anh còn làm như vậy nữa thì cả đời này anh sẽ không thấy mặt tôi nữa đâu. Tôi hứa mà, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Lấy đầu của Mahakul ra làm đảm bảo. Lấy thêm đầu của Din nữa. Nhưng mà vào cái hôm tôi say rượu đó,
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã làm chuyện gì xấu xa lắm hay sao mà tới nỗi anh không muốn kể? Thì cũng không xấu xa tới mức đó. Là chuyện gì vậy? Ngồi ở dưới bàn như vậy, không khí như thế này, cũng có cái màn che che như vậy. Cô thử nhớ kỹ lại xem, hôm đó cô làm gì? Mặt của tôi đối diện mặt cô như vậy nè. Sau đó tôi đau. Chuyện anh nói là anh đã hôn tôi sao? Thì hôm đó cô cãi nhau với cha Narati rồi uống rượu rồi say không biết gì trong nhà. Cô cứ liên tiếp nói đó là lỗi của cô, còn cô là nguyên nhân. Mà tôi chịu để cho anh hôn tôi dễ dàng vậy hả? Thì lúc đó bầu không khí. Không cần nói, không cần nói. Tôi không muốn biết nữa. Chuyện này quan trọng với cô lắm không phải sao? Nhưng bây giờ không có gì nữa. Tôi không muốn biết nữa đâu. Cân Hạnh. Ui. Cô định đi đâu? Cân Hạnh. Ui, anh thơ thẩn cái gì vậy? Đâu có gì đâu. Em ơi, cái này em yêu đưa cái này cho người ta. Ủa, đi đâu vậy ta? Cân Hạnh. Mình lại để người khác hôn dễ dàng vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cân Hạnh, cô đã nhớ ra rồi đúng không? Khi cô biết sự thật về chuyện này rồi thì cô thấy tệ như vậy sao? Nếu hôn tôi làm cô cảm thấy tệ như vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi không có cảm thấy tồi tệ, chỉ bối rối thôi. Cô bối rối về chuyện gì chứ? Bối rối về anh đó. Tôi sao? Đúng vậy. Thì ngày hôm qua anh kêu là đường ai nấy đi. Rồi vừa nãy tôi biết được sự thật là anh muốn ở bên tôi. Anh có thể nói cho tôi biết đâu là sự thật không hả? Anh nói cho tôi biết đi. Anh cứ để cho tôi bối rối, còn anh thì cứ đứng yên như vậy là không được đâu. Anh muốn gì ở tôi vậy hả? Tôi cho tôi thêm chút thời gian đi, rồi tôi sẽ giải thích hết tất cả cho cô nghe. Tôi không cho anh thêm thời gian đâu, tôi muốn biết ngay bây giờ luôn. Để tôi còn biết là tôi nên tiếp tục ở lại nơi này hay là tôi nên dứt áo ra đi nữa chứ. Ý của cô là sao? Nói ngắn gọn nha,
anh có thích tôi hay không. À, câu này với lại câu hỏi trước đó thì liên quan cái gì tới nhau? Có. Vì nếu anh nói là thích thì chuyện anh nói muốn ở bên cạnh tôi là sự thật. Còn nếu như anh nói là không thì những lời mà anh nói rằng đường ai nấy đi chính là sự thật. Sao hả? Thật sự anh có thích tôi hay không? À, tôi... Hả? Tôi... Trả lời lẹ đi chứ. Tôi cái gì hả? À, tôi... Hả? Tôi... À, ơi! Trời ơi! Mà hả? Chiều nay hủy hết tất cả các cuộc họp nha. Tại sao vậy? Không cần hỏi, cứ làm như lời tôi nói. Nếu khi Tika hỏi tôi đi đâu á thì cậu... Cậu hãy bảo là... Là... Là cái gì hả anh? Không biết. Hết thời gian trốn rồi. Tôi nghĩ là chúng ta nên làm rõ mọi chuyện thì hơn. Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy ta? Nè 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 nè. Hai người, có chuyện lớn rồi đó. Chuyện lớn gì vậy cô ba? Vừa nãy cô cũng trốn tránh tôi mà. Nhưng bây giờ thì tôi không trốn nữa rồi. Nếu anh muốn biết hay là muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi sẽ sẵn lòng trả lời hết. Kirin, Kirin, ở đâu? Ở Kiết đâu? Kìa. Đâu vậy? Anh xí ta với lại cô Kitika. Sao hả? Câu trả lời của anh là gì? Hết thời gian trốn tránh sự thật rồi. Cần Hạnh, người khác nhìn đó cô không ngại sao? Không ngại, có làm gì sai đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn biết là anh có thích tôi hay không thôi. Cô Khi đúng là thần tượng của ba đó. Gái Thái thì phải bạo dạn như vậy. Cô bỏ tay ra khỏi mặt tôi đã được không? Nếu như muốn tôi bỏ ra thì anh trả lời trước đi. Chuyện này khó nói tới vậy hay sao? Không phải anh là người giỏi nói chuyện lắm hay sao hả? Thì tôi giỏi chuyện khác thôi. Mà trước khi tôi trả lời cô là tôi có thích cô hay không thì... Cô có dám trả lời rằng cô có thích tôi không? Tôi không thích. Ai nói? Không ai nói hết. Nhưng tôi thấy điều cô đang làm thể hiện rất rõ là cô thích anh ấy. Em thích anh. Dạ, thích anh rất là nhiều. Em đã trả lời rồi đó. Bây giờ tới lượt anh trả lời đi. Về chuyện Cân Hạnh á, thì rõ ràng anh nên tự tin hơn đi. Tình yêu á, đôi khi cần ích kỷ. Không có ai nói gì anh đâu. Hãy hành động vì anh, vì Cân Hạnh. Anh không biết là gió như anh sẽ thổi điều hạnh phúc hay là nỗi buồn tới cho em nữa. Nhưng mà kể từ hôm nay, anh sẽ là gió thổi bên cạnh em suốt đời mãi không rời xa. Anh yêu em. Hạt bị bọt thở bay, là tổng thân kẹp quay. Không ngứt át nấy chay, không vừa ra không rõ mấy đầy. Cảm ơn khói khai mà khen thuốc thì. Chân nhạc phải khoan chính ngay thở để rũ bay. Glang thâm bên rũ sự yên trái. Thân thiết thay ấm ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Just wanna be with you. Bin, sao anh cứ tới đây làm phiền tôi hoài vậy hả? Bớt càm ràm đi được không? Tôi muốn nằm ngủ một chút. Nếu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đi. Đây là văn phòng của tôi. Nhưng tôi muốn ngủ ở đây. Nát mang áo mà cô Chanarati nhờ mua tới đây cho cô coi thử. Cảm ơn cô. Đây là áo sơ mi nam mà. Cô mua cho tôi đúng không? Không, mua cho nàng nám. Tên nhạt nhẽo đó hả? Ừ. Sao lại mua cho cậu ta? Sao chứ, tôi mua cho nàng nám thì làm sao? Liên quan gì tới anh? Nè, đừng nói là cô định quen với trai trẻ đó nha. Anh chưa từng nghe câu quen trai trẻ sẽ thành bất tử hả? Hổng. Hổng. Nói chuyện cho rõ ràng coi. Không được hẹn hò với tên nhạt nhẽo đó. Tại sao chứ? Tôi hẹn hò với cậu ta hay không thì cũng đâu liên quan gì tới anh. Cô có chắc chúng ta không có liên quan gì không? Nghĩ cho kỹ đi. Tôi không cần nghĩ làm gì, vì tôi không nhớ nữa. Xin chia buồn nha. Hổng. Quay lại nói chuyện rõ ràng đã. Khoan đã cô Nách. Dạ. Hôm nay cậu xã xạ có lịch hẹn bằng công việc với lại hổng sao? Dạ không có hẹn. Vậy cậu xã xạ tới từ khi nào? Tôi không biết, tại vì cô hổng nhờ Nát đi làm chút việc. Lúc tôi quay về thì đã thấy cậu xã xạ nằm trên sofa ở trong phòng cô hổng rồi. Anh yêu, anh yêu. Gì vậy? Anh yêu mà tới hỏi cô Kikita là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đi. Bà, cô hỏi đi, thần tượng của cô mà. Muốn bắt đầu từ chuyện nào trước đây? Bắt đầu từ anh Xí Ra hôn cô Kitika. Hả? Anh Xí Ra hôn chị Kitika? Nhỏ thôi. Hay là muốn bắt đầu từ việc cậu xả xạ thất tình? Hỏi chuyện nào? Hả? Cậu xả xạ trông đâu có giống như thất tình đâu. Thì đúng rồi đó. Tự yêu xuất hiện ở đài phun nước. Là cậu xả xạ làm đó. Lãng mạn quá đi thôi. Không có tình yêu nhưng vẫn thấy mãn nguyện. Thật như vậy sao? Thật sao? Thật sao? Sao kỳ vậy? Chuyện này là sao? Tỉnh. Anh ấy giỏi thật đó. Giỏi, giỏi thật mà. Nhân viên nói với nhau là anh Xí Ra tỏ tình với cô rồi hả? Biết tin cũng nhanh quá ha. Cô chạy vội tới hỏi như vậy là vì muốn đi báo cho ai sao? Vậy cô muốn tôi đi báo với ai trước đây? Cậu xả xạ hay là chủ tịch? Thật ra thì muốn làm gì thì tùy cô. Nhưng mà đừng có quên nói với họ rằng tôi với anh Xí Ra công khai hẹn hò rồi. Trời ơi, thì sao? Nghe thấy khốn. Không nghe thấy được rồi. Trời ơi. Cô chuyện gì vậy? Không có việc gì làm sao? Dạ có. Bao nhiêu là đang việc chuẩn luôn bị. Đang chuẩn bị làm ngay bây giờ. Anh đi xuống dưới kiểm tra công việc à? Đúng. Hồ sơ này nè. Em có gì không? Nếu như đã kiểm tra xong xuôi hết rồi thì mình đi kiếm cái gì ăn đi nha. Cứ làm theo ý của em đi. Tiền thật đó.
tin nhắn tới liên tục kìa hổm. Ai nhắn vậy? Con không định đọc hay sao? Là điên. Cứ nhắn tin làm phiền. Đúng là đồ trẻ con. Hôm nay ba thấy cậu ấy tới văn phòng tìm con. Có chuyện gì hay sao? Chắc anh ấy cãi nhau với Cưng Hạnh thôi. Trông mặt mũi mệt mỏi lắm. Hai đứa nó cãi nhau chuyện gì vậy? Hổm có biết chuyện gì không con? Tôi không biết. Ba nghĩ là con nghe máy của cậu ấy một chút đi, lỡ đâu có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Gì vậy Đinh? Không, tôi đang ở trước nhà cô nè. Cô đang nói chuyện với tôi ngay. Ôi trời. Không ra rồi. Nè, say rồi sao không về nhà? Tới nhà tôi làm gì? Thì tôi không muốn về nhà. Tôi tới giải quyết cái vụ tên nhà nhẽo. Tôi nghiêm cấm cô ở nhà. Không được có tình ý với tên nhóc đó. Ồn ào quá đó. Say thì về nhà đi. Cô hứa với tôi đi, là cô không có tình cảm với tên đó. Anh đưa anh ấy về nhà được không? Anh ấy say quá rồi. Ôi, người yêu cô say tới mất tín hiệu luôn. Cô lo cho người yêu cô đi nha. Nè. Anh ấy không phải là người yêu của tôi mà anh. Đưa đi đi. Có nổi không đây? Nè nè, cẩn thận. Trời ơi, cẩn thận. Nè, coi chừng đâu. Em sợ là nếu như bà Prem Vũ Đa biết chuyện thì bà ấy sẽ gây khó dễ cho công ty của anh cho coi. Nếu công ty của bà ấy hủy hợp đồng với công ty chúng ta thì việc này thì anh không quan tâm đâu. Nhưng nếu bà ấy tới làm hại hai đứa con gái của chúng ta thì chắc chắn anh sẽ không để yên. Đi, về nhà đi. Không, về. Trông không ổn rồi. Chúng ta lại nói dạ. Giúp đi. Cậu không được hẹn hò với tên nhạt nhẽo đó. Chào đi. Nè, lại đây. Nè. Vào trong đi. Giờ phải làm sao đây ba? Xong rồi. Ồ, trông ngon quá. Có người nói hôm nay ra ngoài ăn với nhau để hâm nóng tình cảm mà. Sao đổi ý rồi? Nếu như ăn ở ngoài thì đơn giản, lúc nào ăn mà không được. Nhưng mà ăn đồ anh nấu, đâu có phải ăn được mỗi ngày. Nếu vậy thì em cứ chuyển về ở cùng với anh như trước. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày luôn. Để em suy nghĩ đã. Đừng có nghĩ lâu quá. Hôm nay em nói với cô Canh Sĩ Ni chúng ta yêu nhau rồi hả? Em cố tình muốn chuyện của hai chúng ta truyền tới tay chủ tịch đúng không? Đúng vậy. Em không muốn chúng ta phải giả vờ không hẹn hò với nhau. Như thể chúng ta hẹn hò với nhau là sai vậy. Với lại em cũng muốn chủ tịch biết rằng em không sợ bà ấy. Em không cần lo đâu. Anh hứa với em là dù cho xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên em. Anh sẽ làm cho chủ tịch chấp nhận chuyện của chúng ta cho bằng được. Em cũng như vậy. Em sẽ không chịu thua và sẽ không trốn tránh nữa. Nếu như vậy thì hai chúng ta phải lên kế hoạch với nhau xem là cần phải đối phó chủ tịch như thế nào. Ăn cá hồi áp chảo xong thì chúng ta qua chỗ Nán Nam dọn đồ của em. Rồi về căn hộ của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch. Lại nói chuyện này nữa rồi đó. Bởi vì anh không thích ở một mình. Thích ở với em thôi. Tới làm gì? Tại sao lại say như vậy hả Điên? Trời ơi. Say bí tỉ luôn, không biết lý do gì nữa. Không có say mà. Cái gì mà uống say quá trời vậy? Nè,
Sao cô lại ở đây? Chuyện này thì để sau rồi nói cũng được mà. Bây giờ đưa Điên lên nhà trước đi đã. Đi. Rồi, đi. Nằm xuống đi. Hổm, tôi phải uống với cái tên nhóc còn hôi sữa đó. Hổm. Không phải hổm, anh đi. Anh đi. Hả? Say rồi nói chuyện nhảm nhí đó. Không cần để ý. Tôi nghĩ không phải là nói nhảm nhí đâu. Nếu không còn gì nữa thì tôi về nhà trước. Được đó, tôi cũng về cùng nữa. Về trước nha. Khoan. Em lái xe của anh về sẽ ổn hơn đó. Khuya rồi đi taxi nguy hiểm lắm. Không có sao đâu. Rồi ngày mai anh phải đi làm kiểu gì? Ngày mai thì anh sẽ để Ma Hạ tới đón cũng được. Nè. Về tới thì gọi cho anh nha. Hổm, đừng bỏ tôi lại mà. Sao hôm nay người cô chắc khỏe vậy? Dạ anh Lâm, đã về tới nhà rồi. Vậy thôi, em cúp máy nha. Cô và anh Xí ra hẹn hò đúng không? Vậy Điên biết chuyện này chưa? Chắc là đã biết rồi đó. Vậy Điên say bí tỉ như vậy chắc là liên quan tới cô đó. Chắc không phải đâu. Bởi vì nếu như Điên say thì tôi nghĩ phải tới tìm tôi chứ. Nhưng cậu ấy lại tới tìm cô. Tôi nghĩ chắc là có liên quan tới chuyện ngăn cô hẹn hò với Nam Nam. Tôi đã nói là Điên nói chuyện nhảm nhí mà. Đang che giấu tôi chuyện gì đúng không? Nè. Đừng đánh trống lảng với tôi. Tôi đang hỏi là chuyện của cô và anh Xí ra mà. Nếu hẹn hò với anh Xí ra thì chuyện cô sang nước ngoài sống và làm việc đó, cô định nói sao với mẹ của cô? Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Tôi chỉ đang nghĩ phải làm thế nào để bà Prem Vũ Đa chấp nhận chuyện của tôi và anh Lâm. Chắc là sẽ khó đó. Cô nên chuẩn bị tinh thần. Trời ơi, sao lại nói ra những lời khiến người ta nản lòng vậy? Tôi chỉ nói để cô chuẩn bị tinh thần mà thôi. Tôi không dễ dàng chịu thua đâu. Tốt. Tôi sẽ chờ coi cô thảm hại. Mà cô cũng vậy nha, đừng chịu thua biết không? Tôi chịu thua chuyện gì chứ? Thì chuyện về Điên đó. Tôi sẽ chờ tới ngày cô và Điên thành một đôi với nhau. Toàn nói chuyện nhảm nhí. Không có ngày đó đâu. Điên. Điên. Vậy anh sao em mới nhà anh vậy? Tối qua cô Chanarati đưa em tới đây. Hổng. Hổng đưa em tới đây hả? Hổng tới đây rồi có gặp tên nhạt nhẽo đó không? Tới lúc khuya như vậy thì sao gặp được chứ. Chuyện tối hôm qua là sao? Sao em lại uống say rồi làm loạn nhà người ta như vậy? Em đâu có tới làm loạn gì đâu anh. Em tới giải quyết chuyện. Chuyện gì hả? Là chuyện ngăn cô Hổm qua lại với Nam Nam có phải không? Sao anh biết vậy? Hổm nói với anh sao? Không. Điền nói mớ. Sao vậy? Tại sao lại ngăn cản cô Hổm qua lại với Nam Nam vậy hả? Cậu ta đáng ghét, lại còn nhỏ tuổi hơn nữa. Ôi trời, đó là chuyện riêng của người ta mà. Điên làm gì có quyền. Anh nghĩ Điên không có quyền ngăn cản cô ấy đâu. Em không có quyền gì sao? Em có quyền chính đáng luôn đó anh. Quyền gì vậy? Thì quyền. Anh cứ biết là em có quyền đi.
cứ cố tình né tránh vấn đề. Rốt cuộc gây ra chuyện gì? Kể cho anh nghe mau lên. Anh đừng ép buộc em được không? Nếu như không kể cho anh nghe, sau này có rắc rối gì á, anh sẽ không giúp đâu. Cà phê trên bàn. Ông khoan khoan, bình tĩnh đã anh ơi. Rồi, em kể anh nghe cũng được. Nhưng anh phải hứa với em là nếu em nói cho anh biết sự thật thì anh không được giận nha. Lại đây Điên, dừng lại. Điên, dừng. Điên, Điên, dừng lại, dừng. Anh nói là sẽ không giận em mà, sao giờ đuổi đánh em vậy? Vậy với chuyện Điên làm có đáng bị đánh hay không? Nếu uống rượu vô mà gây chuyện như vậy á, thì từ nay đừng có uống nữa. Đã nói là em không có ý rồi mà. Nếu lúc đó Hổm không làm phiền em thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Còn trách cô Hổm nữa hay sao? Còn trách cô Hổm nữa hả? Điên phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Thì đương nhiên em sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng Hổm không chịu. Em đã nhiều lần cố nói chuyện nhưng lúc nào Hổm cũng tránh. Đã vậy tên nhóc kia còn xuất hiện nữa. Điên nói Điên sẽ chịu trách nhiệm với Hổm. Vậy Điên chịu trách nhiệm vì Điên cảm thấy có lỗi, hay là Điên có cảm giác với cô Hổm? Bây giờ anh đừng có hỏi gì được không? Em không biết đâu. Tất cả chuyện xảy ra lúc này á cũng đủ khiến cho em đau đầu rồi. Nếu Điên muốn giải quyết chuyện này đàng hoàng, trước hết Điên phải tìm được câu trả lời cho việc này đã. Rồi Điên sẽ biết được Điên chịu trách nhiệm là vì cái gì. Điên đã chịu nói chưa? Đêm qua có chuyện gì? Nóng nữa. Điên nói là hãy cho nó một chút thời gian, nó sẽ tự nói. Hai anh em nhà này cái nết hả? Y chang như nhau, giỏi xin thêm thời gian ghê luôn. Còn Hổm nữa, miệng cũng kín thật không chịu nói gì hết. Anh nghĩ đừng vội lo lắng về chuyện người khác. Nghĩ về chuyện của hai tụi mình trước đi. Vậy bà Đêm Vũ Đa đã gọi hỏi anh về chuyện chúng ta hẹn hò chưa? Chủ tịch vẫn giữ im lặng. Hay là chủ tịch vẫn chưa biết? Cả công ty đều biết hết rồi. Sao lại không biết được? Các anh Sĩ Ni biết thì chủ tịch cũng sẽ biết thôi. Im lặng như vậy có lẽ là đang nghĩ cách đâm sau lưng cũng nên. Chủ tịch không phải là người như vậy đâu. Nếu chủ tịch vẫn quyết định im lặng như vậy thì anh sẽ tới tìm và nói thẳng chuyện của chúng ta với bà ấy. Có cần gì em giúp thì anh cứ nói nha. Em thêm động lực cho anh là đủ rồi. Nha. Cho thêm miếng động lực đi. Dạo này tình trạng có vẻ tốt ha. Nhớ lúc trước chỉ vừa mới động vào người của anh một chút thôi là anh phải lấy khăn ướt rồi lau chùi sạch sẽ. Anh cũng không biết tại sao bệnh lại giảm đi đáng kể. Có lẽ phải hỏi bác sĩ Châu, chứ anh cũng không lý giải được. Chỉ cần của em là đủ. Đáng yêu quá đi. Ma hả? Sao vậy Ma hả? Ma hả đâu rồi? Đi ra ngoài rồi. Thấy hết luôn rồi. Nè. Nói dối quen miệng rồi ha. Xin lỗi. Xin lỗi. Tika công khai hẹn hò với anh Xí ra như vậy mà bà không định làm gì hết hay sao? Giờ tôi phải làm gì? Trong khi điều tôi mong muốn là khi Tika phải tránh xa cuộc sống của Dean. Giờ bây giờ thành công rồi. Có nghĩa là bà chấp nhận để khi Tika và anh Xí ra hẹn hò hả? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Vậy nếu muốn tôi giúp gì thì chủ tịch cứ việc nói với tôi. Tôi có kế hoạch của tôi. Tôi không cần nhờ cô. Kể từ giờ
cô không cần tới tìm tôi nữa. Cô không còn tác dụng gì với tôi. Ồ, bà muốn dứt bỏ tôi rồi sao thưa chủ tịch? Cô và tôi hợp tác với nhau dựa trên lợi ích. Bây giờ cô không còn tác dụng gì với tôi nữa rồi. Tôi không cần phải giữ cô lại nữa. Bà muốn đuổi tôi đi hả? Bây giờ thì tôi vẫn chưa đuổi cô. Nhưng cô nhớ cho kỹ nha. Nếu cô gây ra rắc rối gì trong công ty thì tôi sẽ không giúp cô đâu. Dạ, tôi sẽ nhớ kỹ. Cô Can Sĩ Ni này là một người phụ nữ đáng sợ. Cô ta sẽ không dễ dàng chấp nhận bị dứt bỏ. Chúc mừng hai người, qua bao sóng gió cuối cùng cũng thành đôi. Tôi vẫn luôn tò mò không biết khi nào thì cậu Sĩ Ra mới can đảm chịu thừa nhận với lòng mình là đã yêu cô Khitika. Tôi cũng cảm ơn bác sĩ Châu vì đã luôn cho tôi lời khuyên. Ê, không sao đâu mà. Vậy tình trạng của anh Lâm đã tốt hơn là vì điều gì vậy bác sĩ cha? Là bởi vì tình yêu đích thực. Bác sĩ hả? Khi nào anh mới ngưng trêu chọc tôi vậy? Thôi, không trêu chọc cậu đâu, tôi nói thật đó. Tình trạng của cậu do tâm lý tạo ra là vì cậu có nỗi đau trong lòng. Cậu ấy cảm thấy ghét thứ dơ bẩn là vì khi còn nhỏ cậu ấy phải sống trong một môi trường đáng sợ khiến tâm lý bị tổn thương, nên cậu ấy mới bị điều đó ám ảnh và đeo bám. Nhưng tình trạng tốt hơn là vì được ở cạnh mẹ, cảm nhận được hơi ấm tình thân, bởi vì mẹ là người cho cậu tình yêu thương, sự quan tâm và cảm giác được bảo vệ. Nhưng khi mẹ tôi rời đi, tình trạng của tôi cũng dần dần nghiêm trọng hơn. Đó là bởi vì chiếc vòng bảo vệ của cậu đã biến mất rồi, nên bệnh của cậu lại tái phát nặng hơn. Nhưng cậu không cần sợ, bây giờ vòng bảo vệ mới của cậu đã xuất hiện rồi đó. Đó chính là cô Khitika đây. Ờ, là tôi hả? Đúng rồi. Bởi vì mỗi khi cậu ấy ở gần cô thì sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái, cảm giác bất an dần biến mất. Nên cậu đã chiến thắng được nỗi sợ ở trong lòng rồi. Xin chúc mừng cậu nha, cậu Sĩ Ra. Cảm ơn em, Cần Hạnh. Bởi vì em đã đem tới may mắn cho cuộc đời của anh. Ôi, đem lại may mắn luôn. Cậu lấy câu nói này từ đâu vậy hả? Xem từ phim nào vậy chứ? Cậu Sĩ Ra hả? Bác sĩ lại chọc rồi. Kéo rèm chi vậy, chối mất quá. Tại sao hôm nay con không đi làm? Hay là vẫn chưa dằn lòng được khi mà Khitika đã hẹn hò với Lôm hả? Thì tại con lười thôi. Không liên quan tới chuyện anh ấy với Cân Hãnh hẹn hò đâu. Bà đã thấy là con yêu Khitika rất nhiều. Bị bỏ rơi không đau lòng sao? Không đau lòng, mà con thấy vui nhiều hơn khi hai người mà con yêu thương được sống trong hạnh phúc. Thật hả? Thật mà. Bây giờ con và Cân Hãnh chỉ là bạn thôi, không có gì hơn vậy nữa. Nghe con nói như vậy thì bà yên lòng rồi. Như vậy chắc là vừa ý bà rồi đúng không? Bà muốn con và Cân Hãnh xa nhau mà. Con hy vọng là bà sẽ không xen vào chuyện của anh Sĩ Ra với Cân Hãnh nữa được không? Nếu cô ta không làm phiền cháu của bà cũng không dây dưa làm gì. Được vậy thì tốt. Để cho hai người họ được yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau nha bà. Bà cũng muốn biết hai người đó quen được bao lâu, sẽ vui vẻ hạnh phúc được mấy ngày, yêu nhau nhiều như thế nào, mức độ tin tưởng nhau như thế nào. Hai người họ tin tưởng nhau dữ lắm, không gì có thể phá vỡ niềm tin giữa hai người họ được đâu bà. Tốt. Bà cũng hy vọng điều con nói là thật. Ủa? Sao hôm nay hai đứa lại về cùng nhau vậy? Dạ đúng lúc đi siêu thị rồi gặp nhau thôi chú, nên cùng nhau về đây luôn. Hai đứa mua đồ nhiều quá vậy thì như vậy đi, để mẹ đi làm đồ ăn tối nay cho ha. Từ từ cũng được mà mẹ. Bây giờ
Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nói chuyện gì vậy hả con? Con nói đi. Mẹ, bây giờ tình trạng của mẹ cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Con nghĩ là con sẽ trở về căn hộ ở. Tại sao chuyển về căn hộ sớm dữ vậy hả con? Chắc là sợ người ở căn hộ sẽ nhớ đó mà. Có khi sợ người ở đó sẽ... Nếu như vậy thì thứ bảy chủ nhật hàng tuần về ở với mẹ có được không con? Dạ được chứ. Được mà mẹ. Cân Hạnh nè, ngày hôm qua bạn cô chú gọi điện tới nói là khi nào con sẵn sàng làm việc thì cứ chuyển tới đó. Cô Kikita. Hả? Xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Có chuyện gì vậy? Có tin đồn là chủ tịch quyết định sẽ cách chức phó chủ tịch của anh Sĩ ra. Cái gì? Rosarin. Dạ. Cô đi gọi Lôm tới phòng họp gặp tôi ngay. Dạ. Bà Premjuda. Bà Premjuda. Cô Kikita. Cô bình tĩnh trước đi đã. Trước khi cậu lên làm chủ tịch, tôi muốn cậu giải quyết những công chuyện ngoài lề, kể cả việc công lẫn tư. Thấy cái gì vô nghĩa làm ảnh hưởng tới tương lai sau này thì cậu hãy loại bỏ đi.